Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh tin tức 24 giờ TV. Chúc quý vị có những phút giây trải nghiệm tuyệt vời và đừng quên click vào nút đăng ký kênh và chuông thông báo ở bên dưới tại màn hình của các bạn để nhận những tin tức mới hấp dẫn được cập nhật mỗi ngày nhé. Ngay sau đây, mời quý vị cùng theo dõi tin tức showbiz mới nhất hôm nay. Choáng ngợp trước dinh thự hàng chục tỷ, đẹp hoàn mỹ của Ngọc Trinh được bạn trai đại gia tặng. Các biệt thự tọa lạc tại quận 9 thành phố Hồ Chí Minh gồm 4 tầng với diện tích hơn 700m² là món quà giá trị hàng chục tỷ đồng mà bạn trai tặng nữ hoàng nội y. Thừa nhận có bạn trai nhưng Ngọc Trinh không tiết lộ nhiều về người mới. Dẫu vậy, cô vẫn khiến người hâm mộ chấn động cùng vô số ngưỡng mộ khi chia sẻ chuyện được người yêu tặng biệt thự trị giá 2 triệu đô, khoảng 50 tỷ đồng. Bất động sản này tọa lạc tại quận 9, thành phố Hồ Chí Minh gồm 4 tầng với diện tích hơn 700m². Xung quanh biệt thự, hệ thống sân vườn cao cấp, bên cạnh là một dòng sông nhỏ mang không gian thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng. Căn biệt thự được thiết kế theo không gian mở với nhiều cửa sổ bằng kính cao cấp tạo cảm giác thoáng đãng, mát mẻ. Bên trong căn nhà được trang trí nội thất cao cấp vô cùng xa hoa, lộng lẫy, đầy đủ các không gian sinh hoạt như phòng khách, phòng ngủ, bếp, bể bơi. Theo tìm hiểu của phóng viên, bất động sản này được mua với giá 1 triệu đô, sau đó Ngọc Trinh mời kiến trúc sư thiết kế hoàn thiện nội thất. Nữ hoàng nội y rất tỉ mỉ trong khâu hoàn thiện khi yêu cầu từng chi tiết phải được thiết kế một cách kỹ lưỡng nhất. Người đẹp cũng không tiếc tiền khi đặt mua toàn bộ đồ đạc nội thất từ nước ngoài, bày biện cho căn nhà thêm sang trọng. Tính cả thiết kế lại và lắp đặt nội thất, căn biệt thự có giá trị tổng cộng khoảng 2 triệu đô. Theo thông tin trên tạp chí Forbes, người bạn thân của Ngọc Trinh tiết lộ cô rất hồi hộp hạnh phúc khi được sở hữu một biệt thự theo phong cách nghỉ dưỡng nằm giữa lòng thành Sài Gòn. Là người yêu thiên nhiên, Ngọc Trinh thuê rất nhiều người trồng nhiều cây xanh và hoa xung quanh nhà. Chưa chia sẻ hình ảnh cụ thể bên trong ngôi nhà giá 50 tỷ nhưng mới đây, Ngọc Trinh khiến dư luận phát sốt khi chia sẻ ảnh về căn phòng ngủ màu hồng rực rỡ được trang hoàng cầu kỳ như phòng ốc dành cho công chúa. Theo tìm hiểu của phóng viên, đây là căn phòng bạn trai đặc biệt chuẩn bị cho Ngọc Trinh nhân ngày sinh nhật với hoa, nến, bánh ngọt theo đúng sở thích của cô. Ông bầu Vũ Khắc Tiệp cũng là nhân vật tham gia chuẩn bị căn phòng màu hồng này cho Ngọc Trinh. Vũ Khắc Tiệp còn bình luận Ngọc Trinh xứng được như vậy và hơn thế nữa. Ngoài căn biệt thự giá hàng chục tỷ đồng ở quận 9 thành phố Hồ Chí Minh, Ngọc Trinh có căn penthouse cũng hoành tráng không kém từ giai đoạn 2015-2016. Căn penthouse có diện tích 200m² nằm ở tầng 33 thuộc một dự án cao cấp ở quận 7 thành phố Hồ Chí Minh. Theo ước tính, giá trị căn hộ khiến nhiều người nằm mơ vì nó lên đến 20 tỷ đồng. Người yêu tặng món quà đặc biệt khiến cho Ngọc Trinh phải khóc trong ngày sinh nhật. Thưa quý vị, nữ hoàng nội y Ngọc Trinh sinh ngày 27 tháng 9 năm 1989. Hôm qua, cô nàng đã chính thức tròn 29 tuổi. Để ghi nhớ dấu mốc thời gian đặc biệt, Ngọc Trinh đã lên kế hoạch chuẩn bị từ rất lâu trước đó. Cô nàng không tiếc tay vung ra một khoản tiền rất lớn để mua những món hàng hiệu yêu thích nhất. Bạn bè và người thân cũng gửi tặng đến cô những món quà vô cùng đặc biệt. Mới đây, sau sinh nhật một ngày, Ngọc Trinh khoe trên Facebook món quà từ người yêu hiện tại khiến cô bất ngờ nhất. Và đây chính là món quà làm nên một sinh nhật đáng nhớ, ý nghĩa, khiến mình vui và xúc động nhất. Theo lời Ngọc Trinh, vì biết bạn gái thích màu hồng nên anh đã chuẩn bị một căn phòng ngủ toàn màu hồng được trang trí bằng hàng ngàn bông hoa hồng, rất nhiều nến và bóng bay. Ngọc Trinh có viết, khi bước vào căn phòng này mình đã khóc, có lẽ anh biết dạo này mình thích màu hồng nên đã chịu khó làm cho mình một căn phòng hồng toàn tập, tất cả những gì anh làm cũng chỉ muốn mình thật sự vui vẻ và hạnh phúc nhất, điều mình chưa bao giờ có được trong 29 năm qua. Cảm ơn anh vì tất cả. Trước đó, trong đoạn clip giải bày về cuộc đời của mình trước tuổi 30, Ngọc Trinh đã chia sẻ đôi điều về người yêu hiện tại. Cô nói, hiện tại Trinh đang tận hưởng một cuộc sống chưa chồng, tuy nhiên Trinh vẫn có một điểm tựa tinh thần, có một nơi để chia sẻ tất tần tật mọi thứ trong cuộc sống. Trinh cảm thấy rất trân trọng tình yêu hiện tại mà Trinh đang có, và Trinh thật sự muốn gắn bó và đi xa hơn nữa trong tình yêu này. Xin chân thành cảm ơn quý khán giả đã xem video. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like và share video. Đừng quên click vào nút đăng ký kênh ở góc bên phải màn hình để ủng hộ kênh và nhận những tin tức hay và mới nhất được cập nhật mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại quý khán giả trong các bản tin tiếp theo.